Xin chào anh Lê Tuấn ở Đồng Nai và xin chào tất cả các bạn Hôm nay em làm video này để test cái sản phẩm cho anh là một mạch tăng áp bút DC DC Với điện áp đầu vào là từ 12 đến 48 V DC Điện áp đầu ra chúng ta có thể điều chỉnh 24 cho đến 72 V DC Dòng điện mạch này làm việc tối đa là 30A Công suất làm việc tối đa là 1500 W Ngoài ra thì anh còn mua thêm 20 cái chip LED COB siêu sáng loại 12V, loại này là công suất 15W. Đó. Rồi ok. Đầu tiên thì em sẽ test cái sản phẩm mạch 1500W này. À, hiện tại bên em đang bán với giá là 350 000 Mạch này thì nó có chức năng là kích điện, nói chung là nói cho anh em nhiều anh em chưa không biết về điện đó, để cho anh em dễ hiểu. Mạch này tên đơn giản nhất cho chúng ta dễ hiểu là mạch kích điện. Có nghĩa là nó sẽ kích điện và cái điện đầu vào chúng ta cho có thể là từ 12 cho đến 48 V DC. Chúng ta cho điện nguồn bao nhiêu cũng được miễn là trong cái cái giải điện là từ 12 đến 48 V là chúng ta cho đầu vào. Và đầu ra thì chúng ta có thể điều chỉnh cái điện này nó kích lên từ 24 cho đến 72 V DC. Nó lên một cái nguồn điện rất là cao và dành cho những cái mục đích sử dụng khác nhau. Thì đầu tiên em sẽ cấp vào cái nguồn 12 V trước nhé. Thì để mạch theo hướng như thế này thì chúng ta sẽ có bên phải này có hai cái cọc đầu vào có ký hiệu là in cộng và in trừ. Đây là đầu chúng ta cấp nguồn vào. <laughs> bên trái này sẽ có hai chân đầu ra có tên ký hiệu là ao cộng và ao trừ là chân đầu ra để chúng ta lấy ra sử dụng. Nó có cái ký hiệu cộng trừ đầy đủ nhá Anh em chú ý. Đây thì bây giờ mình Ồ, cái đồng hồ này nó bị sao nhỉ? Ở à, đây. Rồi mình sẽ đo điện đầu ra thì hiện tại nhà sản xuất đang để là 49V này. Điện đầu vào mình đang cấp là cái tiện tối thiểu của nhà sản xuất cho phép là 12V đúng không ạ? Đây, 12.2V. Và đầu ra đang là 49V. Thì chúng ta có thể sử dụng tô viết hai cạnh điều chỉnh biến trở màu xanh dương nằm ngay ở cái bóng đèn LED màu đỏ nằm ở đây. Đó, ngay tổ cọc đầu ra. Chúng ta xoắn xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ điều chỉnh cho cái điện áp nó tăng lên, anh em có thể thấy đồng hồ nó đang tăng lên. Ngược chiều kim đồng hồ thì nó giảm xuống. Đấy, ví dụ như bây giờ mình sẽ để cái điện áp đầu ra là 55V. Các bạn để ý nhá, mình sẽ chỉnh 55V. Cái que đo này nó có vấn đề là mình chưa thay được. 55.1V nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái điện áp đầu vào này đang từ 12V mình sẽ tăng lên 48V để xem xem là khi chúng ta điều chỉnh điện áp đầu vào nó cao hơn. Có nghĩa là nó dao động từ 12 đến 48V thì đầu ra nó có thay đổi điện áp không nhé. Thì đối với mạch này thì nó có chế độ ổn áp điện áp đầu ra. Vì vậy là khi anh em có tăng giảm điện áp đầu vào bây giờ là 48V này thì đầu ra nó vẫn ổn áp ở một mức điện áp mà chúng ta đã cài đặt. Đấy như các bạn thấy là lúc nãy mình cài đặt là 55.1V thì bây giờ lúc nãy mình cài đặt là 55.1V, điện áp đầu vào này à, nó là 12V. Thì bây giờ mình cho điện áp đầu vào là 48V thì đầu ra nó vẫn ở mức là 55.1V đúng không ạ? Đấy, lúc nãy là 55.13 này bây giờ còn 55.08V này. Nói chung là nó không bị thay đổi điện áp đầu ra. Nhưng mà các bạn lưu ý là nó sẽ ổn áp điện áp đầu ra với điều kiện là điện áp đầu vào chúng ta phải thấp hơn điện áp đầu ra. Thì như các bạn thấy là mình cấp vào 12 đến 24 à 12 đến 48V thì rõ ràng nó sẽ thấp hơn cái điện áp đầu ra mình cài là 55V đúng không ạ? À, cho nên là khi chúng ta có thay đổi 12 48 thì nó vẫn cứ ở mức 55V. Rồi, ok như vậy là bên đây đang 48V này. Bây giờ mình sẽ đo cái que đo ở bên đầu tải ra này là 55.1V nhé. Sau đó mình sẽ giảm cái điện áp đầu vào xuống còn 12V. Để xem xem là trong quá trình chúng ta giảm xuống thì điện áp ở nơi cái cái đầu ra này có thay đổi hay không. Đấy nó đang nằm ở mức 55V anh em nhé. Thì ở đây nó là 12.2V. Ok. Như vậy là cái mạch này hoạt động hoàn toàn bình thường. À, mình sẽ... À mà mình quên mất Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái điện áp đầu ra xuống còn khoảng tầm 15V thôi Để đảm bảo rằng là đến khi khách hàng nhận được hàng Nhớ may mà không may anh quên á Anh về anh đấu vào thiết bị luôn Mà điện áp nó đang cao nó đang tận những 55V Thì có thể đốt cháy cái sản phẩm của anh Thế cho nên là bây giờ em sẽ giảm cái này xuống còn 15V đầu ra thôi Còn về nhu cầu về nhà anh sử dụng muốn sử dụng bao nhiêu V Thì anh tự điều chỉnh cái điện áp đầu ra nhé Ví dụ như điện áp đầu vào anh cho là 24V thì anh muốn lên 36V thì anh sẽ chỉnh lại 36 lên thành 36 để sử dụng nhé. Trước khi anh đấu vào tải thì anh nên đo điện áp trước. Đo xong hoàn chỉnh thì chúng ta mới được đấu vào tải để sử dụng. Đấy, bây giờ em sẽ giảm điện áp còn 15V thôi cho nó an toàn. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm trong video ngày hôm nay thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể xuống phần bình luận video này. Mình sẽ để cái link mua hàng dưới đó các bạn xuống đó tích trực tiếp vào link mua hàng để đặt hàng cũng được nhé. Đấy mình để là 15.03V. Ok như vậy là sản phẩm hoạt động hoàn toàn bình thường. Bây giờ cái bước cuối cùng là em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh Lê Tuấn thì cái mục đích đánh dấu ký hiệu là để cho anh Tuấn biết được rằng là đến khi nhận hàng chắc chắn anh sẽ nhận được cái sản phẩm mà em đang test trong video này chứ không phải là một sản phẩm khác Rồi về nhà ví dụ như anh nhận được hàng thì anh chỉ việc là lấy cái ký hiệu ở trên cái sản phẩm anh nhận được anh lên trên youtube anh tìm ra cái video mà em đang quay công khai ở đây anh sẽ so sánh cái ký hiệu ở trên video đó ở trên video với ký hiệu ở trên cái mạch nếu hai ký hiệu này nó trùng nhau thì uh, chứng nhận uh, chứng minh rằng là đến khi chắc chắn là cái mạch anh đang nhận được là sẽ là cái mạch mà em đang test trên video này uh, để em lấy cái bút so uh, bút lông này uh, cái dấu ký hiệu này bên em đánh thì nó không có theo một cái trật tự không theo một cái quy luật nào cả vì vậy là nó sẽ rất là ngẫu nhiên. Đó. Nó ngẫu nhiên nó không theo một cái quy định là hoặc là cái trật tự nào. Đấy, nó ngẫu nhiên. Vì vậy là chắc chắn là để mà đánh lại một cái dấu ký hiệu như thế này, kể cả bản thân em cũng khó là đánh lại giống giống như thế này. Bởi vì nét thanh, nét đậm này. Rồi cái hình thức, hình thù của nó này. Khoảng cách của các nét với nhau này. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn vì vậy không ai đánh dấu lại được như vậy chứ còn nhiều bạn cũng góp ý là tại sao không dán tem dán tem thì mình dán cái nào cho được đúng không ạ dán nhiều cái cũng được ví dụ như mình test cái mạch này nhưng mình dán tem cái mạch khác mình gửi thì là sao đấy rồi và hai cái mạch led chip led cob 12 v siêu sáng loại 15 w này thì bên em sẽ không test lại nữa bởi vì là bên em đã có video test về nó rồi ví dụ như cái mạch này nó có ký hiệu là mv 67 này mv 77 này MV78 76 70 66 đấy thì cái để nói cho bạn nào không biết thì đây là một cái mạch led một cái con chip led COB 12V với công suất là 15W công việc chúng ta về chỉ cần gắn cái này vào miếng nhôm tán nhiệt sau đó chúng ta sẽ cấp nguồn 12V và nó sáng thôi ánh sáng của nó thì cực kỳ là sáng luôn nó sáng phải nói là nó sáng còn hơn cái đèn đèn 220V loại 15W nó cực kỳ sáng luôn anh em nhé mình dám khẳng định với các bạn là độ sáng của nó sáng hơn sáng hơn đèn uh, 220 220v một loại cũng cùng công suất 15w nhé Hiện tại như bây giờ mình đang để cái điện áp là 12.2V và mình cấp nguồn cho cái led này uh, chip led này thì trên bộ nguồn mình nó đang báo là 1.1.9 1.9A như vậy là chúng ta có thể biết được rằng là 1.9A đối với 12V này thì cái này sắp xỉ nó phải là 20W rồi. Hay là mình có lấy lộn chúng ta. Rồi như vậy là cái này bên em đã có video test rồi cho nên là em sẽ không test lại đâu nhá Để lát nữa em sẽ tìm hiểu lại xem có đúng cái này là 20W hay là 15W. Rồi em sẽ lấy đúng cái, cái, cái lượng 15 cái 15W để gửi cho anh. Ok như vậy là cảm ơn anh Lê Tuấn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.